làm sao với hai anh đi bộ đội. Em dội chạy xuống Long Xuyên rồi lên cao cấp, nhìn những chỗ tiếng quân sạc vào còn đầy gian mà bắn người thương chẳng ai biết đâu tìm. Những bữa như anh em dở đồ đi chợ kế nhà tắm hai bác cho đỡ buồn, nghe bác nói thằng tâm tư nào cũng nhắc hỏi con Hồng có chồng ở đâu chưa. Tổng như anh em mừng muốn khóc và không biết chừng nào mình phải được gần nhau. Bên trong thư lần lờ con nước lên, em đợi anh về sẽ giặt áo ở bờ sông. Bài kế em hát với ca sĩ Ngọc Anh.